Nhân dịp sinh nhật Báo Đẹp, tròn 20 tuổi, xin gửi lời chúc mừng tạp chí Đẹp thành công rực rỡ, ngày càng phát triển, luôn đẹp, địa chỉ tin cậy của tất cả những gì đẹp đẽ nhất. Lời đầu tiên, mình xin gửi lời chào đến tất cả các độc giả của tạp chí Đẹp. Nhân dịp 20 năm của tạp chí Đẹp thì mình cũng xin chúc các độc giả của tạp chí Đẹp và những người đã làm nên tạp chí Đẹp của ngày hôm nay và của những ngày về sau sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và có thật là nhiều thời gian để đọc tạp chí, để làm đẹp và tận hưởng những cái đẹp trong cuộc sống. Khi làm việc với các anh chị đi trước thì thường là mình được truyền rất là nhiều cảm hứng. Khi nghĩ về tuổi 20 thì ở thời điểm này khi mình nghĩ lại thì thực sự mình không có gì nuối tiếc cả. Mình nghĩ là với những cái dự án mà mình đã làm ở những năm 21, 22 tuổi, thực sự đó là một cái quãng thời gian rất là đẹp. Mình đã làm được rất là nhiều việc và mình nghĩ rằng là những cái mối quan hệ hay là những các cái tác phẩm mà mình đã gây dựng nên từ thời điểm đó đến giờ đã đóng góp rất là nhiều vào cái sự phát triển của cá nhân bản thân mình. Nếu mà để hỏi về điều điên rồ nhất ở tuổi 20 thì mình nghĩ là chẳng có gì ở tuổi 20 mình làm mà có thể coi là điên rồ cả. Thực sự đó là một cái lứa tuổi mà mình nghĩ tất cả mọi người đều nên thử nghiệm, nên khám phá và nên sống hết mình. Tại vì từ nhỏ đến giờ những cái việc mình làm hàng ngày, những cái sở thích nó cũng đã rất là nghiêng về cái hướng nghệ thuật rồi. Nhưng tuy nhiên ý, nếu mà để nói về những cái sở thích khác hoặc là những cái việc mình có thể làm thì chắc là có thể mình sẽ đi bán sách hoặc là mình sẽ chăm động vật.